sự rất là vui có mặt ở đây trong ngày hôm nay thì mình là một fan rất là lớn của chương trình TED. Có lẽ là mình muốn bắt đầu bài nói bằng một câu chuyện về cuộc sống của mình. Năm đó là năm mình 18 tuổi và cái mục tiêu lúc đó rất là đơn giản thôi, giống như rất nhiều các bạn đang học trung học. Tôi chỉ biết chăm chú ý, gọi là tập trung vào công việc học hành, luyện thi khối A và cố gắng vào được một trường đại học tốt. Tôi chỉ biết là như vậy thôi, đấy là tất cả những gì mà tôi quan tâm tới trong cái năm học lớp 12 đó. Thì tình cờ mẹ tôi có đi tìm được một chương trình học bổng ở bên Úc và bảo tôi là apply được chương trình đó, nộp đơn vào chương trình đó. Thì tôi cũng nộp đơn thôi, và tôi chọn cái ngành dễ để được nhất là ngành y tế. Bố tôi cũng động viên tôi là ngành y tế nó sẽ mở ra cho con rất nhiều cánh cửa khác nhau, nó sẽ mang đến cho con rất nhiều cơ hội. Lúc đó thì cái đầu óc non nớt của tôi thực sự không biết là nên nghĩ gì về việc đó, và tôi nghe lời bố. Cho đến cái thời điểm mà tôi được nhận chương trình học bổng đó bố, và chuẩn bị sang Úc để du học, thì tôi đã bắt đầu có rất nhiều suy nghĩ. Những cái gì mà tôi được nghe mọi người nói luôn luôn là có một cái cuộc sống thật là tuyệt vời nếu mà tôi là một chuyên viên tài chính, làm một công việc ở nước ngoài có thu nhập rất là cao. Thì đầu óc của tôi lúc đó tôi chỉ hình dung ra được là đấy sẽ là cuộc sống mà tôi nên mơ ước. Nhưng mà tự nhiên tôi lại nghĩ đến những cái đam mê, những cái sở thích khác của tôi. Tôi vẫn rất là mê âm nhạc từ nhỏ đến lớn, và tôi nghĩ nếu mà tôi đi làm cái công việc này thì có nghĩa là cuộc đời tôi sẽ không bao giờ được sống với âm nhạc nữa. Cái suy nghĩ đến nó lớn và nó thôi thúc đến mức mà tôi đã từng nghĩ là hay là mình bỏ hết đi để mình đi làm ca sĩ, để mình theo cái đuổi công việc âm nhạc. Tại vì nếu mà mình thực sự đam mê và yêu mến cái bộ môn nghệ thuật đó thì tại sao lại không? Sau rất nhiều đấu tranh thì tôi cũng quyết định là đi sang Úc du học. Nhưng mà có một cái sự thay đổi dần dần trong tôi khi mà tôi thấy những người bạn tôi ở bên Úc, hoặc là những người tôi được tiếp xúc, họ sống một cuộc sống rất là nhiều màu sắc. Mình không nhất định là phải bó buộc mình vào một công việc cụ thể và duy nhất. Mình hoàn toàn vẫn có thể tiếp tục phát triển những đam mê và sở thích khác của mình. Và từ đó tôi dần dần phát triển những cái lĩnh vực khác. Tôi vẫn đi hát cho một câu lạc bộ người Việt Nam ở Úc, và vẫn tiếp tục theo đuổi những cái đam mê về âm nhạc và nghệ thuật của mình. Đến ngày hôm nay, sau rất nhiều năm nhìn lại, thì với công việc chính của tôi là một người doanh nhân, thì tôi cũng đạt được một số thành tựu cho riêng mình. Còn rất nhiều mục tiêu sắp tới mà tôi phải cố gắng để phấn đấu đạt được nữa. Nhưng mà tôi cũng có những cuộc sống bên cạnh đó. Tôi có thể tự nhận mình là người ca sĩ, nhạc sĩ, với một bài hát mà có lẽ rất nhiều người qua cái dịp gần đây đã được nghe. Bài hát Việt Nam ơi ạ. Khi mà những trận bóng của Việt Nam chiến thắng thì chúng ta lại phải nghe bài hát đó. Đó là một cái niềm tự hào thực sự vô cùng lớn với bản thân tôi. Và tôi nghĩ là tôi đã sống được với ước mơ về âm nhạc của mình. Ngoài âm nhạc thì tôi còn có những cái cuộc sống nhỏ khác. Tôi làm phim. Tôi đã từng đóng một phim điện ảnh và có thể tự nhận mình là một người diễn viên điện ảnh. Mặc dù là tôi đóng trời tốt và bị chê rất là nhiều. Nhưng mà không sao, mình còn có nhiều cơ hội để có thể làm lại, học tiếp, làm tiếp. Vậy thì cuộc sống của tôi ngày hôm nay nó giống như thế này hơn. Có rất nhiều những cái góc độ khác nhau trong cuộc sống của tôi, và tôi thực sự rất hạnh phúc với cuộc sống đó. Đến tận thời điểm này, rất nhiều người nói với tôi là thôi, tập trung làm một thứ thôi, làm cho thật tốt. Tại sao cũng phải ôm đồm mỗi thứ một chút như vậy? Rất là mệt. Và nhiều khi là người ta hỏi mình làm gì mình không biết trả lời ra sao. Nhưng mà có lẽ đó là cái suy nghĩ của người khác, nó không phải là suy nghĩ của tôi. Tại vì tôi thực sự rất hạnh phúc với cuộc sống này. Và nếu mà tôi phải thay đổi ấy, thì tôi không nghĩ là tôi có thể hạnh phúc được như thế. Vậy cái nội dung của bài nói ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người, cái câu hỏi lớn nhất: chúng ta sống để làm gì? Mục tiêu cuộc sống của chúng ta là gì? Mỗi người trong chúng ta sẽ có một câu trả lời, đúng không ạ? Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ có một điểm chung thôi. Chúng ta sống là để được vui, là để hạnh phúc, để tìm thấy cái niềm hạnh phúc cho bản thân mình. Vậy thì chúng ta phải giải cái bài toán này thế nào? Làm sao để có thể tìm được mục tiêu cuộc sống của mình? Tôi nghĩ rất là đơn giản thôi, là ai trong chúng ta sống cũng có ba điều kiện. Ba điều kiện đó là gì ạ? Là những thứ ở bên ngoài, những cái ở bên trong
và nguồn lực của chúng ta. Nói một cách đơn giản dễ hiểu thì những cái thứ bên ngoài nó có thể là quan điểm của xã hội, những cái giá trị về đạo đức chung của xã hội, những gì mà mọi người bên ngoài đánh giá và nhìn nhận. Những cái đó thì thực sự là nó phụ thuộc nhiều vào việc mà bạn sống trong môi trường nào, bạn sống ở đâu, và bạn tự đo lường mình với những cái giá trị nào ở bên ngoài. Còn những cái bên trong thì là gì ạ? Những cái ở bên trong nó chính là lương tâm, nó chính là đam mê sở thích của chúng ta. Và cái điều thứ ba chính là nguồn lực. Nguồn lực nó là gì? Nó là cái những gì chúng ta được sinh ra, chúng ta có, và nó là những cái khả năng chúng ta phát triển được theo thời gian. Vậy thì ba cái điều kiện này nó sẽ quyết định việc là chúng ta có được cái sự hạnh phúc trong cuộc sống hay không. Tôi gọi đó là điểm ngọt ngào. Nó là nơi giao thoa của ba điều kiện bên ngoài, bên trong và nguồn lực. Tôi nghĩ là mỗi cuộc sống của chúng ta luôn luôn là cố gắng để tìm thấy cái điểm ngọt ngào. Nhưng mà liệu chúng ta có đủ dũng cảm và đủ tri thức và đủ hiểu bản thân mình để tìm ra điểm ngọt ngào đó hay không thì lại là một câu hỏi khác. Và cái biểu đồ này hoàn toàn có thể được dùng với rất nhiều những cái hệ quy chiếu khác nhau. Ví dụ khi tôi nói về công việc của tôi thì bên ngoài là gì? Là những gì mà xã hội nhìn nhận về doanh nghiệp tôi tạo dựng lên. Công ty tôi gọi là hiện giờ là Beta Corp với chuỗi rạp phim cùng với 9 điểm trên toàn quốc. Thì mọi người sẽ nhìn nhận nó theo góc độ là tôi đầu tư vào đó bao nhiêu tiền, cái doanh nghiệp này có lợi nhuận tốt hay không, nó có văn hóa công ty tốt hay không, thì tất cả những cái nhìn nhận bên ngoài đó tôi phải quan tâm tới, tại vì tôi sống trong xã hội này mà tôi vẫn phải quan tâm tới những điều đó. Đồng thời nó có những cái điều kiện bên trong. Tôi nghĩ gì về doanh nghiệp của tôi có tự hào về những gì tôi làm hay không, và cái điều cuối cùng là nguồn lực. Nguồn lực thì rất đơn giản thôi, đó là tài chính, nó là khả năng của tôi, khả năng thích ứng, khả năng học hỏi, khả năng để phát triển doanh nghiệp. Nếu mà tôi sống và tìm được cái điểm ngọt ngào đó thì tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đối với lĩnh vực mà tôi làm doanh nhân. Và vẫn ở trong thời điểm này thôi, tôi hoàn toàn có thể dùng cái biểu đồ này để soi chiếu với một cuộc sống nhỏ khác của tôi, là người nhạc sĩ chẳng hạn, hay là một người ca sĩ. Những cái tiêu chuẩn bên ngoài họ đánh giá thế nào về âm nhạc của tôi, họ có nghĩ đấy là một tác phẩm tốt hay không, thì đương nhiên nó tùy thuộc vào là khán giả tôi hỏi là ai. Nếu mà bài hát Việt Nam ơi tôi hỏi khán giả Việt Nam thì có lẽ là rất nhiều người sẽ yêu mến nó, nhưng mà nếu mà hỏi một bạn người Trung Quốc thì chưa chắc là bạn ấy sẽ đánh giá cao, tại vì có thể bạn ấy không hiểu hết những bài hát và cái cảm xúc của bài hát mà họ không thực sự gắn kết với bạn đó. Còn bên trong là gì? Là tôi có thấy bài hát của tôi nó là một tác phẩm tôi đáng tự hào hay không. Và cái điều cuối cùng là nguồn lực. Nếu mà bây giờ tôi như thế này mà tôi bảo là tôi thích theo đuổi dòng nhạc K-pop và giống các em bây giờ là nhảy múa kiểu như này thì chưa chắc là tôi có thể có bất cứ một cái sự thành công nào về âm nhạc, mặc dù có thể là tôi thích, nhưng mà cái nguồn lực tôi không có thì đơn giản vậy thôi. Vậy thì tôi quan điểm là mỗi người của chúng ta có một cuộc sống riêng, và cuộc sống của tôi chỉ có mình tôi sống thôi. Cuộc sống của các bạn cũng vậy. Chúng ta không thể nào đi copy những cái thành công của người khác hay là cái cuộc sống của người khác và mang về và cố gắng để sống theo nó. Tại vì nguồn lực của chúng ta khác, cái hệ quy chiếu của chúng ta cũng khác, và những gì chúng ta suy nghĩ ở bên trong nó cũng khác. Có một cái yếu tố nữa tôi muốn nhắc đến, đó là sự thay đổi. Khi tôi lớn lên thì tôi bắt đầu nhận thấy là mọi thứ trên cuộc sống này nó đều thay đổi hết. Không có bất cứ một cái gì là nó cứ tồn tại mãi mãi như vậy. Vậy thì những nguồn lực ở bên ngoài nó cũng có thể thay đổi. Thậm chí là bản thân mình có thể lựa chọn những cái hệ quy chiếu của điều kiện bên ngoài khác nhau để mình tự áp lên bản thân mình, để mình tìm cái niềm hạnh phúc. Nếu mà tôi lấy cái bài hát Việt Nam ơi của tôi ra để quy chiếu với khán giả Việt Nam thì có lẽ tôi sẽ rất là vui. Nhưng mà nếu tôi mang bài hát đó mang sang bên LA, California để hỏi những nhà sản xuất bên đó, các anh thấy bài hát này có tốt không? Thì chưa chắc họ đã thích bài hát đó, đúng không ạ? Thế thì niềm hạnh phúc của tôi nó chỉ đơn giản là tôi phải biết chọn cái hệ quy chiếu cho nó hợp lý. Và bên trong cũng vậy thôi, những gì mà tôi nghĩ, lương tâm, rồi cái cán cân về đánh giá chất lượng của tôi, nó không có thể thay đổi theo thời gian khi tôi lớn lên. Và cái điều quan trọng nhất để thay đổi chính là nguồn lực. Cái khả năng diễn xuất của tôi hiện giờ có thể là hạn chế, nhưng mà tôi có thể thay đổi nó.
Năm vừa rồi tôi đã mời một người coach ở bên Hollywood về dạy tôi diễn xuất. Và dần dần tôi sẽ cố gắng để diễn xuất tốt hơn. Như vậy thì nếu mà chúng ta có thể thay đổi cái nguồn lực của chúng ta, thì dần dần cái điểm ngọt ngào mà chúng ta sống, nó có thể mang lại chúng ta nhiều cái điều hạnh phúc hơn. Cái quan điểm của tôi ấy, là trong bất cứ một thời điểm nào, chúng ta cũng đều có thể có nhiều điểm ngọt ngào, chứ không phải là chỉ có một. Chúng ta hoàn toàn có thể có một điểm ngọt ngào liên quan đến cuộc sống, chúng ta đi làm ở công sở. Chúng ta vẫn có thể có những điểm ngọt ngào liên quan đến việc là vai trò chúng ta là một người chồng, một người vợ, một người anh, một người em, một người con trong gia đình. Và chúng ta vẫn có thể tìm những điểm ngọt ngào khác, nếu mà thực sự đó là điều chúng ta quan tâm. Nếu mà đó là niềm đam mê của chúng ta, thì tại sao lại không tìm những điểm ngọt ngào đó? Một cái mối quan hệ có thể bây giờ nó mang lại chúng ta rất nhiều điều hạnh phúc. Nhưng mà nếu bản thân chúng ta thay đổi, đối phương thay đổi, mà chúng ta không đủ dũng cảm để bước ra khỏi mối quan hệ đó, thì cái điểm ngọt ngào này nó sẽ rất nhanh chóng trở thành điểm chua. Nó không ngọt nữa. Và nếu mà chúng ta không đủ dũng cảm để bước ra khỏi đó, thì chúng ta sẽ sống một cuộc sống rất là bất mãn. Cái chương trình TED ngày hôm nay chúng ta nói về chủ đề là bóng đèn. Tôi nghĩ đây là một chủ đề rất là hay. Và tôi nghĩ nếu mà quy về cái biểu đồ mà tôi vừa mới trình diễn với các bạn vừa nãy, thì sẽ có rất nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp thất bại nếu chúng ta không hiểu rõ nó. Cái thất bại đầu tiên nó có thể từ việc là chúng ta không hiểu rõ ba cái điều kiện chúng ta dùng để quy chiếu là gì, và chúng ta không tìm được cái điểm ngọt ngào. Cái sự thất bại thứ hai nó đến từ việc là chúng ta nghĩ là chỉ có thể có một điểm ngọt ngào thôi. Nếu mà tôi là một người học về kế toán và tôi phải gắn bó cuộc sống của tôi với cái nghề kế toán đó, thì tôi phải bỏ hết tất cả những cơ hội khác, tôi phải bỏ hết những cái đam mê và sở thích khác. Và như vậy là chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cái khả năng để có thể mang lại chúng ta những niềm hạnh phúc khác. Và cái điều thứ ba có thể khiến chúng ta thất bại là chúng ta quá sợ thay đổi. Có thể tại thời điểm này, cái mối quan hệ này, cái công việc này nó mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc, nhưng mà mọi thứ nó có thể thay đổi. Nếu mà chúng ta không sẵn sàng để đón nhận cái sự thay đổi đó, thì chúng ta có thể sẽ sống mãi với niềm hạnh phúc trong quá khứ thôi, chứ không phải là niềm hạnh phúc hiện tại. Quan điểm tiếp theo của tôi là càng ngày chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội để sống nhiều cuộc sống nhỏ hơn. Tại sao ạ? Tại vì nếu chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này, chúng ta có thể thấy là công nghệ nó thay đổi với một tốc độ càng ngày càng nhanh. Nó khiến cái cuộc sống có quá nhiều sự thay đổi, và cái tốc độ của những sự thay đổi đó càng ngày nó sẽ càng nhanh lên. Và nếu mà chúng ta vẫn cứ sống với cái thói quen của thời đại trước, của những gì mà ông bà cha mẹ chúng ta đã trải qua, chỉ cần có một công việc thôi, ổn định thôi, làm nhà nước, ví dụ như vậy, thì với cái sự thay đổi càng nhanh của thời đại hiện tại, chưa chắc đó đã là câu trả lời đúng. Nếu chúng ta cứ nghe những gì người khác nói, dựa vào cái kinh nghiệm mà họ đã trải qua của những năm về trước, chưa chắc nó đã là cái điểm tối ưu cho cuộc sống hiện tại, cho những năm sắp tới, khi mà công nghệ càng ngày càng thay đổi nhanh. Nhân loại đã mất rất nhiều năm để có thể có một phát kiến mang tính lịch sử thay đổi mọi thứ. Nhưng mà thời gian gần đây thì chúng ta thấy cứ vài năm lại có một cái tin động trời về công nghệ, về khoa học, nó thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người. Và nếu chúng ta không nhanh chóng nắm bắt được những sự thay đổi đó, chúng ta sẽ bị bỏ lỡ. Một cái ví dụ rất là đơn giản tôi muốn chia sẻ với mọi người thôi, có một người em trong gia đình tôi. Cô ấy ở nước ngoài về Việt Nam. Và cô ấy về thì cái công việc đầu tiên của cô ấy nhận được là làm thủ quỹ. Thì cô ấy không biết làm công việc đó mà cô ấy làm rất là tệ. Thế là cuối cùng cô ấy bảo thôi, con không biết làm thủ quỹ thôi, để cho con mở một tí phiếu đấy. Và cô ấy rất là ấm ức với cuộc sống đó, cô ấy hoàn toàn không có được sự hạnh phúc khi mà làm công việc đó. Thế nhưng mà khi mà Internet nó mang lại một cơ hội mới, thì cô ấy nhanh chóng nắm bắt được những cái cơ hội đó và bắt đầu triển khai bán hàng online về mỹ phẩm, về thời trang. Và lúc đó thì mọi người đều coi đây là một công việc phụ thôi. Còn cái công việc chính của cô ấy vẫn phải là thủ quỹ hay là một cái công việc gì tương tự như vậy. Nhưng mà bao nhiêu vài năm, khi mà cái sự bùng nổ của Facebook và chạy quảng cáo trên Facebook nó bùng nổ, và cô ấy có cái gu tốt về thẩm mỹ, thì hiện tại
đã có những tháng là lợi nhuận của cô ấy vượt xa 90 dạp chiếu phim của tôi. Và nó khiến cho tôi thực sự phải mở mắt để nhìn tất cả mọi việc trong cuộc sống với một góc nhìn rất khác. Và nếu mà cô ấy không sẵn sàng để đón nhận sự thay đổi, nếu mà cô ấy vẫn giữ cho mình cái tư tưởng là à, đây là công việc ổn định, đây là công việc tốt, mình phải bám lên nó và đây là cách duy nhất để mình có thể có một số hạnh phúc, thì cô ấy có thể sẽ bỏ lỡ những cơ hội lớn lao. Và tôi cũng không biết là sắp tới thì cuộc sống nó còn thay đổi như thế nào nữa. Vậy thì cái luận điểm ngày hôm nay quan trọng nhất và lớn nhất tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người là chúng ta hãy sẵn sàng đối diện với ba điều kiện trong cuộc sống của chúng ta, đón nhận sự thay đổi và tự hỏi mình xem là liệu một cuộc sống, nhiều cuộc sống nhỏ nó có phải là cuộc sống tối ưu cho mình hay không. Không có gì sai cả nếu mà câu trả lời của chúng ta nó đơn giản là à, tôi chỉ đam mê về một cái thứ đó thôi và tất cả những thứ khác tôi không quan tâm, tôi chỉ tập trung vào cái ngành đó, tôi chỉ tập trung vào công việc đó thôi, như vậy cũng tốt, thực sự là tốt nếu mà đó là các bạn và nó vẫn còn có cơ hội cho tất cả chúng ta. Nhưng mà nếu mà cái câu trả lời nó khác ấy, thì tôi hy vọng là tất cả chúng ta có đủ dũng khí, có đủ cái sự can đảm và có đủ sáng suốt để nhìn thấy những điều đó và tạo dựng cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Tôi hy vọng là tất cả chúng ta sẽ có được điều hạnh phúc đó. Xin cảm ơn.